Ừ. Chú chú nè. Cá bị chú mà xì nè, đặt nồng mấy cái này bỏ cho ô vịt nha hay trong khảo ấy. Thế ta đặt thêm để cho lắm đặt nồng mấy ăn xì rồi vô chan mãi gọi xì đây là nó. Ta muốn đi chơi chất đi không mà. Ừ. Mình nó ngon rồi nè. Có mơ cái thọt ở hai cái ngay nào tôi cho bố lên cái lịp cho lúc bà nè. Mơ mơ đấy, thọt thì giao chứ. Mơ cái chắp vẻ, cái chắp lòng mà chứ. Cắt mòn coi là ngon mạnh tới tới chảy mở mở cái chắp của mình anh mình này tôi thấy anh chưa nấu muối à châu bạch này này còn tao nấu mới mình chưa bạn chứ em mới cho chất lên rồi nhỉ. Có với em đã chân này chân nâng với lại chân này nơi này nó tam đi hay là đặt đặt xóa lại chân này rồi nghe nó mình xóa đấy nó mình rồi mình bộ cỏ má chặt chặt bể chỗ này chặt bể ăn chả năng sốt bò. Mở cái ăn xoa mẹ ơi, nó không con mình khai cái ăn xoa. Đa tao mở mở. À, mẹ này, à, tích nhất đằng, một lần khai đằng này. Tôi chỉ ở đây này. Ở đây. Không biết sao ở đây mà. Bông chín sai là mấy mà ơi nè ôi thôi mẹ thay pleen anh thôi những cây pleen pleen bị bắt ở rồi chạm đã đi rồi ôi lớp phụ lọc đi bói nè à ôi là đã bị chờ rồi chẳng phải bị chờ ở phong pèo lang lơ tẻ ngoa bà kê về á bà luôn về ta chạy bà luôn về mình xịt bài bà lá là ta chật về á bái bái chú ai còn à bôi đi dắp nè hên tên nơ thon là thon bị clip tia ai xì chú muốn bị chạy cục clip chạy xì cục clip để thông lo bác chạy hiền lành mê riêng này bị chú chật chú bôi bôi đi nay mà cần
tôi vô cũng chặt toàn chặt mấy đặt bán đây mà chặt bán ở này bỏ chia sẻ sai ta ta bán cho ta khám cứ buồn sai rồi bích lịch mình cứ khinh cài là bên từ một đi dịch lên bích cài thằng nào ấp bẹ bị chơi ấp bẹ bị chơi cái bấy đồ thôi mà ôn thôi nó chẳng nụt cái ai ôi trong nụt thế ta lên lên nữa nặng ấy ôi nó chẳng cực tay mẹ này mà bà cái chọc bánh bạn thơ bạn thơ mơ thấm cô lắm bạn này sao miên này nè nè bị chuột chè ôi nó chẳng kịch còn bạn mình cho cái bánh bọt lên nè kịch kịch con này là lọt chuột ôi chuột về mà nhỉ chuột chuột khô lên nè ทำไมจังไปขนาดเพลียงไงบ้านจะทำไมค่อยขึ้นโซ่ดึงตังก่อนนั่งดังสบักเพลียงเนาะพี่ข้าเดี๋ยวเราโปะพันอ่ะยังไงเลือกไว้ขนาดดมทองอย่างนี้